Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình sẽ giới thiệu cho anh em tham gia một dự án là chai Valency. Mình nhận được top cần ZNR nha các bạn. Theo thông tin của tất cả anh em thì dự án này đã có trước đây thì mình cũng đã biết trên nguồn e-gớp cũng khá là lâu. Nhưng hiện tại theo thông tin thì to cần ZNR sẽ đi lên những sàn như Binance, OK, lớp những Hotbit. To cần này sẽ list những sàn lớn không các bạn. Nên thấy giá trị của khá top cần này khá là tiềm năng đó các bạn. Thì để tham gia giá hôm nay các bạn click phần link mô tả của mình, các bạn đăng ký thì nhận được từ 100 đến 200 token ZNR free nha các bạn. Rồi bấm nút start nha các bạn. Start hiên các bạn, thì các bạn lướt qua đó. Thì đăng ký hoặc là đăng nhập cũng có một cái email các bạn. Thì các bạn nhập địa chỉ email của các bạn vào đây. Các bạn chỗ up qua email luôn. Các bạn điền địa chỉ email mình vào. Rồi các bạn tiếp vào tôi chấp nhận điều khoản các bạn. Rồi các bạn bấm sign up now. Thì sau khi các bạn bấm sign up thì nó sau khi các bạn bấm sign up now có một cặp trang, các bạn lướt cặp trang các bạn. Các bạn lướt qua nè. Rồi, cặp trang lại cặp trang đây hết thời hạn. Rồi ok, bằng gì là nó gửi về cho bạn một cái email, các bạn cần thiết các bạn. Cái email đó có trong vòng chạy trong vòng 30 giây nha các bạn. Thì token nó gửi về cái email nè các bạn. Các bạn chỉ việc bấm vào một login me thôi mà. Thì khi vào đây thì các bạn chưa có cái đồng ZHNG nè các bạn, thì các bạn nhấp vào đây nha các bạn. Sao không có trang cá nhân. Các bạn nhấp vào trang ghi. À các bạn bấm vào một trang riêng các bạn. Là một này nè các bạn. Một thứ hai á, một N đó nha. Rồi các bạn bấm vào whitelist. Whitelist nè, các bạn bấm vào profile nha tất cả các bạn. Nằm dưới đây nãy giờ mình không gặp. Rồi sau khi các bạn bấm vào một chu profile thì các bạn liên kết cái số điện thoại của mình thì các bạn nhận được 30 token CHNR đúng không? Tiếp tục thì các bạn login email thì có được 5 tóc cần CSLG nè. Rồi các bạn connect Facebook thì các bạn nhận được 15. Các bạn chỉ việc bấm vào connect là tự động mà các bạn nhận được tóc cần các bạn. Vì mình đã bấm vào connect hết, nhận hết rồi các bạn. Thì nhận gì số dư của mình nè. 145 tóc cần. Giờ các bạn copy cái link ghép này mà chia sẻ cho bạn bè và người thân để kiếm thêm tóc cần CSLG các bạn. Thì video này mình hướng dẫn các bạn đăng ký trước đi, sau này mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo ví full bank và rút tiền vậy các bạn. Sau khi nó cho rút tiền thì mình sẽ hướng dẫn các bạn tiếp theo các bạn. Vì mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.